Chào các bạn, người ta nói đến kiểu chạy câu thì bạn phải đi 4 lần, tương ứng với mỗi mùa khác nhau trong năm, nếu không sẽ không thể trọn vẹn, vì nơi đây mỗi mùa đều có nét đẹp riêng. Mùa xuân, cây lá đâm chồi, vạn vật sinh sôi, thung lũng được tô vẽ lên một màu xanh mướt, tươi mới, đầy sức sống. Mùa hạ, hoa nở bạt ngàn trong thung lũng, lượng nước dồi dào, kiểu chạy câu trở nên lung linh, đặc sắc. Mùa đông, kiểu chạy câu chìm trong màu trắng bạc của băng tuyết, dưới làn sương trắng, cảnh sắc trở nên tinh khôi, huyền ảo, đầy ma mị. Mùa thu cũng chính là thời điểm mình đang có mặt ở đây, tất nhiên là thời điểm đẹp nhất của kiểu chạy câu, khi cả thung lũng rộng lớn chìm trong sắc vàng sắc đỏ, như khoác lên mình tấm choàng đầy màu sắc, được ví như bản hòa tấu sắc màu của Thượng Đế. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình khám phá kiểu chạy câu trong phần 2, mang tên Sắc màu mùa thu kiểu chạy câu. Buổi sáng bình minh trên thung lũng kiểu chạy câu, quá là đẹp. Hello, chào buổi sáng các bạn. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn tiếp tục cuộc hành trình khám phá kiểu chạy câu. Và cái hành trình của ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái thung lũng còn lại trong 3 thung lũng ở kiểu chạy câu. Đó chính là cái thung lũng Thụ Chính Câu. Và đây là cái thung lũng ngắn nhất so với lại 2 thung lũng còn lại. Thung lũng Thụ Chính Câu chỉ có chiều dài là 13 km, hơn 13 km, nhưng mà nó cũng tập trung rất nhiều những cái điểm tham quan đẹp và tuyệt tác. Như mình đã hứa với các bạn trong ngày hôm qua, tức là sáng nay, đầu tiên nhất thì mình sẽ sắp xếp thời gian để mà đi đến cái hồ gọi là Hồ Gương, vì nó quá là ấn tượng với mình trong cái chuyến đi của ngày hôm qua. Nhưng mà tiếc là đến cuối ngày mình đi thăm nó thì cái mặt hồ nó gợn sóng kinh quá, gió nó to quá, nên là gần như không có được cái hiệu ứng phản quang, không có hiệu ứng tạo bóng như là lúc sáng mình đi. Nên là hôm nay thì mình sẽ quay lại hồ đó. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi tham quan thung lũng còn lại, đó chính là Thụ Chính Câu, với các điểm tham quan chính là thác nước Nặc Nhật Lãng, hồ Tê Giác, hồ Ngọa Long, quần thể hồ Thụ Chính, làng Thụ Chính, bãi Lao Sậy, bồn địa cây cảnh. Kiểu chạy câu thì chính thức bắt đầu bước vào mùa thu, cảnh sắc vô cùng là tráng lệ, rất là lãng mạn, nên thơ. Đây chính là bãi cạn, nó nằm ở trước của cái thác nước Nặc Nhật Lãng, và từ đây nó sẽ chảy xuống cái thác nước Nặc Nhật Lãng. Ở đây thì mình có lời khuyên, đến Hồ Gương thì các bạn nên đến vào thời điểm ban sáng, khi mặt trời vừa lên đỉnh núi. Thời điểm này ít gió, mặt hồ tĩnh lặng, tầm nhìn tốt, ánh nắng chan hòa, nên hiệu ứng phản chiếu là lý tưởng nhất. Hồ đúng như là một tấm gương khổng lồ phản chiếu cảnh quan xuống dưới mặt nước, cảnh sắc sẽ vô cùng choáng ngợp. Từ cái thác Nặc Nhật Lãng đến cái Hồ Gương thì cũng chỉ có gần 1 km, và mình sẽ đi bộ dần dần đến đó, vừa đi vừa chụp ảnh ngắm cảnh. Thời điểm này mình đến là giữa tháng 10, là thời điểm kiểu chạy câu sặc sỡ nhất trong năm. Thực ra thời điểm mà bạn có thể cảm nhận rõ nét nhất về mùa thu ở đây là cuối tháng 10, đầu tháng 11. Nhưng thời điểm đó cảnh sắc không còn đa sắc như thời điểm này nữa, mà sẽ chủ yếu là sắc vàng, sắc cam, sắc đỏ, sẽ đơn điệu đi nhiều. Nên cũng tùy sở thích của từng người để lựa chọn thời điểm đến tham quan. Đây rồi, đây chính là Hồ Gương, cái hồ mà hôm qua mình rất là áy náy vì đã không đến tham quan lúc đó buổi sáng. Đó các bạn, nó đúng như là một tấm gương khổng lồ luôn, phải không các bạn? Quá tuyệt vời. Đó, wow.
Du lịch Cửu Trại Câu thì mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa có một sắc thái riêng. Mùa xuân thì cả thung lũng chìm trong một màu xanh mướt. Mùa hè thì vì lượng nước rất là dồi dào nên các hồ trở nên lung linh, đặc sắc. Mùa đông thì cả thung lũng được bao phủ bởi một màu trắng bạc của băng tuyết. Còn mùa thu thì tất nhiên là mùa đẹp nhất trong năm, vì đến mùa này thì cả thung lũng được bao trùm bởi một tấm choàng đa sắc xanh, đỏ, tím, vàng các chủng loại. Thung lũng Thụ Chính Câu thì có những cái điểm tham quan chính như là cái thác nước Nạc Nhật Lãng, rồi hồ Tê Giác, hồ Con Hổ, hồ Song Long, hồ Ngọa Long, rồi bãi Sậy, rồi bãi Bồn Cảnh. Bãi Sậy rất là đẹp, có thể nói là ấn tượng nhất với mình trong cái thung lũng Thụ Chính Câu. Vì vào mùa thu thì bãi Sậy nó trở nên vàng óng, cả một khoảng đất rộng mênh mông, tạo nên một cái phông nền cho cái dòng kênh màu ngọc bích uốn lượn chảy qua, rất là ấn tượng. Nét đẹp của Cửu Trại Câu là sự tổng hòa của cảnh sắc, núi tuyết vĩnh cửu, rừng thông bao la, hệ thực vật phong phú đa dạng với những màng màu đa sắc, những hồ nước trong vắt, xanh thẳm rất đặc biệt, cùng những thác nước vô cùng hùng vĩ, thực sự là một nơi hiếm có trên địa cầu. Đến Cửu Trại Câu du lịch từ Việt Nam thì bạn có 3 sự lựa chọn. Một là đi máy bay từ Hà Nội đến Thành Đô. Nếu bay thẳng sẽ mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Nếu bay chuyển tuyến, cả lộ trình sẽ mất khoảng 8 đến 10 tiếng. Thời gian trung chuyển mất khoảng 5 đến 6 giờ. Và giá sẽ rơi vào khoảng 7 đến hơn 10 triệu cho cả chặng khứ hồi, tùy thời điểm. Và tất nhiên đây là phương thức nhẹ nhàng nhất nhưng chi phí cũng cao nhất. Phương án thứ hai là các bạn có thể đi đường bộ sang Trung Quốc rồi bay nội địa tại Trung Quốc hoặc đi tàu cao tốc đến Thành Đô. Phương thức di chuyển này thường các bạn sẽ phải tới ngày thứ hai mới tới Thành Đô. Chi phí cho cả chuyến đi sẽ mất khoảng 4 đến 5 triệu Việt Nam đồng. Nên là không biết là quay từ đâu. Xuất sắc. Cuối cùng là phương án thứ ba, đó là đi đường bộ sang Trung Quốc rồi đi tàu thường, mua vé nằm tới ngủ trên tàu, hôm sau sẽ tới Thành Đô. Với phương án này thì tất nhiên là chi phí rẻ nhất, rơi vào khoảng 3 triệu Việt Nam đồng, nhưng cũng là vất vả nhất và thường chỉ phù hợp cho những bạn đã thông thạo tiếng, có thời gian và đã có nhiều kinh nghiệm đi Trung Quốc. Đẹp quá, góc độ nào cũng đẹp. Nên là quay suốt ở cái hồ này mà vẫn chưa dứt gì được. Mình đã ở cái hồ này từ sáng đến bây giờ 11 giờ rồi, 3 tiếng đồng hồ rồi. Thấy góc độ nào cũng đẹp, vị trí nào cũng đẹp. Cứ nhấc máy lên là có siêu phẩm. Bây giờ thì mình sẽ qua bên thác Nua Rư Lãng, chính là cái thác Nạc Nhật Lãng. Và nó ở rất gần đây thôi, mình xuống đi khoảng 5 phút là tới cái thác đấy rồi. Hiện tại bây giờ đang là 11 giờ 20 và
Các bạn có thể thấy cái lượng khách cũng không phải là quá đông. Dự báo thời tiết ở những vùng cao nguyên như thế này thường thường là không chính xác. Các bạn có thể thấy hai ngày hôm nay nếu mà theo dự báo thời tiết thì sẽ có mưa nhỏ cho đến mưa to. Nhưng mà mình đến cả hai ngày thì hai ngày trời nắng rất là đẹp. Trời trong xanh, bầu trời xanh thăm thẳm. À, các bạn có thể thấy cái biển Nuo Rư là Phu Pu. Bây giờ đi qua cái trung tâm mua sắm này xong là sẽ đến. Các khu thắng cảnh thì vẫn luôn vậy, bao giờ họ cũng ghép với các trung tâm mua bán. Ở đây họ không cho quay đâu nên là mình không dám quay. Hôm qua đi trên đường là quay cuối cùng bị mấy bác chủ quán là đuổi đi ngay lập tức, nên là chỉ vừa đi vừa quay như này thì được. Cũng có thể là buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ có mưa, bởi vì mây bây giờ cũng tương đối nhiều. Các bạn có nhìn đấy, mây tương đối nhiều. Mình đặc biệt thích những cái vùng cao nguyên bởi vì cái mây trời của nó rất là đẹp. Các bạn có thể quan sát mây đây bao giờ nó cũng kết thành từng đám, từng cụm đặc xịt và rất là dày, nên là nhìn nó trắng như bông luôn. Mà mây mới lại trời, khoảng không gian là nó gần như nó tách biệt hoàn toàn, chứ không, nó không có mờ mờ ảo ảo như kiểu là dưới đồng bằng chỗ chúng ta. Cảnh sát mùa đông thì bao giờ cũng đẹp, cảnh sát mùa thu thì bao giờ cũng đẹp. Vì cái công viên này họ xây dựng rất là hoàn chỉnh, đồng bộ, rất là khoa học và chuyên nghiệp, nên là nếu mà bạn không biết tiếng mà lại không quen đường thì việc đi tham quan từ điểm này đến điểm kia xong là sắp xếp một hành trình nó hợp lý là tương đối khó khăn. Để đảm bảo an toàn thì tất cả những cái điểm đưa đón khách họ xây dựng ở bên dọc đường sẽ có một cái đường hầm để đi xuyên qua đường quốc lộ để đến được cái cảnh quan mỗi điểm tham quan, hạn chế tránh đi cái việc là gây ra tai nạn giao thông. Rất là khoa học phải không các bạn? Thác Nạc Nhật Lãng là thác lớn nhất ở trong khu thắng cảnh Cửu Trại Câu, và nó có cái bề rộng cũng là một trong những thác có bề rộng là lớn nhất của thế giới. Bề rộng của thác này là 301 mét hay sao ấy, mình không nhớ chính xác con số nhưng mà hơn 300 mét. Tự động调角度, 是一个比较稳定的, 就是可以平衡, 平衡力很强, 自动平衡的, 这个稳定器可以说, 这个牌子最好的. Các bạn có thể để ý cả một chặng hành trình rất là dài trong khu thắng cảnh này, các bạn sẽ tuyệt nhiên không thấy một cái hàng bán rong nào. Đấy là một cái điều mà cái khu thắng cảnh này có thể nói là một cái điểm cộng, một cái ưu điểm của khu thắng cảnh này. Họ rất là chuyên nghiệp. Tất cả những cửa hàng quán rong họ đều quy hoạch vào tại một khu tập trung, nên là họ không để cho cái việc là người bán rong là trèo kéo khách hàng hay là có những cái hành động gì nó quá sàm sỡ, quá lỗ mãng. Đó, tất cả những cái dịch vụ tiện ích rồi bán hàng họ sẽ quy hoạch vào thành những cái điểm bán hàng, chứ không có cái đoạn là bán hàng bằng rong dọc theo đường đi. Đấy, đây là cái bản đồ của thác. Vậy là cũng có nghĩa là sắp tới rồi. Ở những cái khu thắng cảnh khác thì nó không được hoàn chỉnh, nó không được đồng bộ như thế này. À, các bạn thấy đã đến rồi, đến thác rồi. Đứng ở đây có thể nhìn thấy thác rồi. Tiếng thác gầm rú, ngọn thác này ngay đằng sau cái khu rừng rậm rạp này. Wow, các bạn thấy chưa? Bảo nó rộng là danh bất hư truyền, chứ không phải là
nói khoác này, kéo dài sang tận phía bên kia. Mùa này thì đang không phải là mùa nhiều nước nên là lượng nước có vẻ trông có vẻ hơi ít, chứ vào những mùa nước đổ vào mùa mưa thì cái thác này nó còn hùng vĩ hơn nữa. Bây giờ thì mình sẽ đi một vòng trước cho các bạn xem cái tổng thể của con thác này như thế nào, sau đó thì sẽ quay cận cảnh. Đó, đây chính là thác nước Nạc Nhật Lãng. Wow, đẹp quá. Wow, các bạn xem, bố cục quá là đẹp đấy các bạn. Một dòng thác, một con thác rất là hùng vĩ, trắng xóa. Bên trên là bầu trời trong xanh, đằng sau là một dãy núi thông bao phủ làm nền. Wow. Đúng là xứng danh một trong bốn con thác lớn nhất của thế giới, rộng nhất của thế giới. Không phải lớn nhất mà là rộng nhất của thế giới. Này các bạn xem, nó kéo dài ra tận phía đằng kia. Quá là đẹp, tạo nên một bức tranh phong cảnh hoàn chỉnh, mỹ mãn luôn. Bên dưới này vẫn còn này các bạn. Đấy. Nhưng mà bên dưới này là sắp hết rồi. Mình sẽ đi đến điểm cuối cùng để xem nó dài đến mức nào, con thác này nó rộng đến mức nào. Nhánh đều coi như là những khe suối, những khe nước chảy xuống rồi. Nếu mà tính nó là thác thì cũng đúng, mà nói nó là một khe suối nước chảy thì cũng đúng. Đấy, chủ yếu thác chính là có thể nói là đến cái vị trí này. Từ vị trí này trải dài sang bên kia, đấy là thác chính. Nước là vô cùng là trong, bạn nhìn thấy. Wow, mát lạnh. Khoảng cách từ đây đến thác tầm khoảng độ 50 m, nhưng mà đứng từ đây đã cảm giác thấy nước nó bắn tung tóe tạt vào mặt, vào đầu rồi. Rất là sảng khoái.
Đây là cái đài quan sát ở cao nhất, vị trí cao nhất. Nhưng mà bị những cái lùm cây bên dưới này nó che khuất rồi. Cái lối ra của cái điểm thắng cảnh này ở bên phía dưới, nên là bây giờ mình sẽ đi xuống dưới tháp và đi dần ra. Bây giờ đang là 1 giờ và mình còn lại khoảng độ 4-5 tiếng nữa chơi trong khu thắng cảnh này. Coi nhà cũng hòm hòm thời gian. Bảo đến kiểu chạy câu thì là đến để xem nước, xem hồ. Các bạn có thể thấy bất kỳ một vị trí nào, nơi đâu thì nước lúc nào cũng trong xanh, lúc nào cũng sạch bóng, trong vắt. Thường thường là đi tham quan bất kỳ một khu du lịch nào thì mình buổi trưa đều sẽ không ăn uống gì cả, bởi vì mải quay nên là gần như là không có thời gian để ăn. Bây giờ đã là 1 giờ trưa rồi nhưng mà quay cảnh nhiều, đi chụp chọe quay cảnh nhiều nên là cũng không thấy đói. Cứ một quãng đường thì lại có một cái ghế để cho mọi người ngồi nghỉ ngơi, rất là thân thiện với lại du khách. Bên trên là đường quốc lộ. Các bạn lấy làm một thùng nước quá là tuyệt vời. Cái điểm lên xe ở vị trí này. Mỗi khu thắng cảnh đều có một cái trạm xe buýt, trạm đưa xe đưa đón rất là chắc chắn, xây dựng vô cùng kiên cố. Đây chính là hồ Tê Húc, hồ Tê Giác. Cảnh quan đẹp nhất của hồ Tê Giác là các bạn phải quay lại, đi quay lại thì cái điểm này, mình nhớ là điểm này là một trong những điểm quan sát cái hồ Tê Giác là đẹp nhất. Đấy các bạn xem, cái khe thung lũng nó được tạo nên bởi hai dãy núi, nó đan xen trông rất là đối xứng với nhau. Mỗi cái hồ có một nét đẹp riêng. Cái hồ này nó không được trong và nó không được yên tĩnh như là cái hồ Gương, nên là nó không tạo được cái bóng nó sắc nét, nhưng mà nó lại hơn cái hồ Gương ở chỗ là cái cảnh quan của nó rất là hài hòa, rất là đẹp. Các bạn có thể để ý ở giữa là một dãy núi tuyết và cái rãnh thung lũng được phân chia bởi hai dãy núi trùng trùng điệp điệp đan xen và rất là đối xứng với nhau, nên là đứng từ đây có thể dõi ánh mắt về phía xa là một dãy núi tuyết trông nó rất là cân đối hài hòa. Nước nó mới tuyệt vời làm sao phải không các bạn?
quá xuất sắc. Si Niếu Hải, tức là cái hồ Tê Giác, hồ Tê Húc. Vậy là cuối cùng thì trời cũng đã bắt đầu mưa. Cứ sợ trời mưa và cuối cùng là sợ cái gì nó đến cái đấy. Bây giờ trời đã bắt đầu mưa.